Xin chào các bạn, mình rất vui được gặp lại các bạn hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Sáng hôm nay một ngày đẹp trời có nắng, các bạn hãy cùng mình đi dạo một vòng công viên ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là công viên văn hóa Gò Vấp. Công viên này mở cửa cho người dân vào sinh hoạt, tham quan, tập thể dục khoảng một vài năm trở lại đây thôi, cho nên xây dựng chưa nhiều. Mảng xanh khá là rộng lớn, có dòng sông và có những chiếc cầu. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi dạo một vòng công viên nhé. Từ cổng vào công viên nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, có một đường nhựa trải dài đi xuyên suốt công viên và có bảo vệ thường xuyên đi tuần tra. Các bạn cũng nhìn thấy bảo vệ đang chạy xe tuần tra trước màn hình đấy. Và người dân đi trên đường nhựa tập thể dục buổi sáng. Sáng hôm nay trời nắng sớm các bạn. Các bạn có thấy là hai bên đường nhựa là những ao nước và cây cối rất là nhiều, có cả cây dừa nước nữa. Ở đây rất là mát mẻ các bạn ạ, gió rất là nhiều và cây xanh cũng rất là nhiều. Các bạn đến đây rất là thoải mái, mình có thể thư giãn được. Trước mặt các bạn là một đầm bông súng, lát nữa mình sẽ qua bên đó mình quay cận cảnh cho các bạn xem.
ở cuối công viên là một nhánh sông như các bạn nhìn thấy đây. Khung cảnh rất là đẹp. Khi các bạn đi trên đường nhựa từ đầu công viên cho đến cuối công viên thì sẽ đến một đường mòn, một lối mòn dọc theo nhánh sông này. Các bạn đi theo lối mòn này, các bạn có thể đi ngược trở lại đường nhựa ban đầu. Đây các bạn thấy mảng xanh ở đây rất là nhiều. Vậy là các bạn đã cùng mình đi giáp một vòng công viên rồi. Trong đây khá là rộng lớn, mảng xanh rất là nhiều và có dòng sông, có những ao sen, có những ao bông súng và những cây bình bát mọc xung quanh ao, những cây cổ thụ. Nơi đây khá là lý tưởng để các bạn có thể đến tham quan, tập thể dục và thư giãn. Ở thành phố Hồ Chí Minh mà tìm được một nơi như thế này quả là hiếm đấy các bạn. Bây giờ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Hy vọng rằng các bạn đã tìm thấy một chút niềm vui thông qua việc xem video của mình. Nếu yêu thích video của mình thì đừng quên bấm vào đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo video mới nhất từ mình nhé. Mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào.